các bạn. Một trong những bài nhạc mà có nội dung rất là dễ thương đó là bài Bình Sa Lão Nhạc. Thì theo các thầy giải thích thì Bình Sa Lão Nhạc đó là kể về chuyện sự chung thủy của đôi nhạc. Khi mà một trong hai con mà chết đi đó, thì cái con còn lại đó bay thật, lên thật cao và sau đó tìm một cái bãi đất bằng, một bãi cát bằng và lao mình xuống tự tử chết theo. Đó thì cảm đề cái câu chuyện rất là cảm động đó, thì tôi cũng muốn viết mấy câu là thôi để xin mời nghe. Bây giờ xin mời chúng ta thưởng thức hai lớp của bài Bình Sa Lão Nhạc qua tiếng đàn thì của nhạc sĩ Hoàng Cơ Thủy và tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Xuân Yên. Thank you.